Hello, xin chào cả nhà của mình. Xin chào cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. À, hôm nay là cả gia đình mình sẽ đi ăn buffet cả nhà ơi. À, dẫn nguyên một đại gia đình luôn tới cái buffet này. Thì ngày xưa cách đây mấy năm Ngọc có đi ăn rồi. À, nhưng mà bây giờ mình sẽ quay trở lại một buffet tôm hùm với rất là nhiều món hấp dẫn để Ngọc đi Ngọc ăn và Ngọc sẽ review. Hả? Rất ngon phải không Ngọc? Đúng rồi. Để Ngọc đi Ngọc review cho cả nhà mình xem coi cái buffet đó có cái gì sao. Để nếu mà mình cả nhà mình mà cũng muốn đi ăn á thì mình có thể lựa chọn cái địa điểm này để mình đi ăn buffet ha. Rồi, đi ăn hôm nay là có bình sành nè. Chào lại chú. Hay ghê. Chay với ba chay nè. Chào cả nhà con trai quay ra chào. À, anh Bảo lái xe nè. À, ông ngoại bà ngoại nè, ông ngoại ngồi kia nè, đó. Bình sành bữa nay đi ăn buffet con có vui không? Vui. Con một chút nữa con có hứa con ăn thật là nhiều đồ không? Dạ hứa. Rồi. Thôi mà sao nay hơn Bình sành nay không có đi học thêm hết ta? À nay chủ nhật đúng rồi. À bữa nay mình đi ăn đúng chủ nhật luôn cả nhà. Đây bây giờ mời cả nhà mình đi ăn buffet nha, tới nơi rồi cả nhà ơi. Rồi đi lên đi con. Chỗ này khách sạn hả mẹ? Đây. Tới quầy buffet đây. Úi trời, leo lên mấy bậc thang đu đưa. Bồ dưỡng bà bầu để chuẩn bị bà bầu sinh em bé cả nhà ơi. Từ đây tới 2-3 ngày nữa. Hả? Là ngồi trên hũ nhớ những món nào chưa có được ăn để Ngọc dẫn đi ăn cho nó đã. Còn mà giống ai chuẩn bây giờ ở cử tới cả tháng trời ha. Cả tháng rồi lận á. Cả tháng rồi mà coi video chuyện gì nói. Ăn thịt coi tiêu không ạ? Ăn tới đó ăn thịt coi tiêu rồi canh canh đu đủ. Đu đủ. Bắp cải luộc trời ơi mấy món đó. Đầu tiên trước quầy buffet này là Ngọc thấy ở đây là có cua nè cả nhà. Tôm hùm nè. Nha trang. Ồ, đây là hào. Hào này của nước nào vậy em? Hào Nhật. Hào Nhật hả? Chà quá trời hào đã luôn, cái này chắc ba thích lắm nè. Đó, nguyên một quầy buffet từ ở ngoài đi vô luôn cả nhà. Món này là mấy món ăn khai vị hay gì nè. Đó. Tới đây là món kem cá hồi hả. Rồi xà lách trái cây nè. Xà lách cần tây nè cả nhà. Cái này là cá hồi xông khói nè. Thịt dăm bông, thịt nguội Việt Nam, xúc xích khô lên men. Rồi phô mai, cheese, ốc chó nè, với lại cái này là gì ta đen đen nè. Cái này là pate vịt nè, đất liver pate nè. Rồi còn cái này là cái miếng thịt nè, cái miếng thịt hồi bữa giống như Ngọc mua ở Mỹ nè, đem về nè. Đó. Nguyên một cái miếng thịt bự luôn, người ta xách để ra đây cho mình. Cắt vậy mới đúng nè, cắt như Ngọc lại mới sai nè. Bánh mì kẹp thịt gà nè. Ở đây có thêm cà rốt rồi này kia, nếu mà mình muốn ăn thêm cà rốt, dưa leo gì đó mình cứ lấy. Wow, nguyên một cái bánh phô mai cực kỳ lớn luôn, ở trong đây có thịt rồi. Trong đây sẵn rồi nè, hay là cá hồi nè. Xà lách nè. Này là phô mai parmesan á. Những cái loại sauce để mình ăn chung với lại xà lách. Dầu ô liu, dầu giấm đồ. Rau củ quả luộc. Kim chi, củ cải. Cái này là giống như gỏi, gỏi bưởi làm sao. Còn này gỏi ngó sen tâm thịt nè. Wow, tối nay có bánh xèo rồi, đặc biệt là đứng bánh xèo rồi ha. Chị này, chị đứng chỉ chiên bánh xèo nè. Có nước mắm rồi đây nè. Nguyên một rổ rau luôn, mình lại đây mình lấy rau ăn chung với bánh xèo. Tiếp theo cái quầy này là cái này giống như ghẹ nha. Như thế này là nguyên con ghẹ nè. Ghẹ răng muối, tối hôm nay có ghẹ răng muối kiểu Hồng Kông. Rồi cái này là đùi cừu nè. Mấy anh sẽ đứng ở đây làm luôn. Mình lại mình nói cái là mấy anh làm sẵn cái ghẹ ở đây luôn. Cái này là chắc thịt bò quá. Này là cá hồi sống nè. Đây là mấy con vẹm. Vẹm rồi với lại là bào ngư nè cả nhà. Cái này là ốc hương. Còn này là ốc bu lót. Ốc bu lót gì là ốc gì vậy? Ốc bu lót là ốc bu lót hả ta? Cái này chắc ốc hấp kiểu Thái quá. Wow, cái đùi heo này ngon nè. Đùi heo này làm giống như kiểu Đức á.
Bữa con qua Đức ăn cái đùi heo kiểu này, mấy cái nước sốt để ăn chung nè, có mông bò đen nè, mông bò đen nè, khoai tây chiên nè, sốt nè. Bên đây là chắc tới quầy tráng miệng rồi nè cả nhà, rất là nhiều loại bánh. Ồ, bánh này ngon nè, bánh lăng nè, này giống như rau câu nè. Wow, trời ơi, chay chắc nó đam mê cái quầy này chết luôn á. Quá hấp dẫn cái quầy này. Hồi nãy giờ là Ngọc đi từ gần tới cuối đường rồi đó, có pancakes nè. Pancakes người ta sẽ đổ sẵn ở đây, để đây nè, nãy mình lại mình chọn cái gì cho anh ta đứng đây người ta đổ. Còn đằng đây là quầy trái cây, mận nè, thơm, chanh dây, mấy cái shot đồ trắng miệng rồi nè, được uống nè, vô u rồi xong hết. Ủa nãy giờ không thấy nước uống ta, chắc Ngọc vừa bỏ cái quầy nước uống nè. Nước uống là nước uống gì ta? Nước uống là ở đây phải không em? Dạ. Nước uống á, dạ, hay là đây cà phê nhỉ? Dạ. À hai cái máy cà phê. À kem là ở đây nè. Đó, kem là ở đây nè. Ở đây kem. Ok, coi bây giờ cả gia đình mình đang ngồi ở đâu để bắt đầu vô để bảo kìa. Lấy đồ ăn đi coi. Quên, Ngọc còn quay thiếu cái quầy này cả nhà ơi. Ngọc mới quay bên kia mà bên đây người ta còn mở thêm một cái không gian mở nữa, còn nhiều đồ này lắm. Này là cơm chiên thập cẩm mà. Miếng xào nè. Ờ, mông cải hấp nè. Này là vịt khìa nước dừa à. Cái gì vậy? Bò sốt dầu hào với lại là sườn sốt chua. Cái này là khoai tây nghiền. Đó, còn cái này là cua xà sốt XO. Trời ơi, vô đây ăn pizza hả con? Vô đây con ăn pizza, pizza này là pizza có cá hồi, mẹ nghĩ con ăn không được á. Xúc xích nè, pizza cá hồi nè. Rất là nhiều loại bánh mì khác nhau nha cả nhà. Đó, dựng nguyên một cái chỗ ổ bánh mì nhìn đẹp ha. Trang trí bánh mì đẹp ghê không? Cái này giống như một cái nghệ thuật luôn rồi đó, hỏi ăn nữa nè. Mà lấy cái này trước. Lấy cái nào? Lấy cái nào trước? Dessert không được, không được. Cái này bơ lạc mà ấy có chấm đường, có đường ở dưới này nè. Đó. Đây là cái quầy để ăn pasta. Thì có nguyên một cái bánh xe luôn nè cả nhà. Rồi ảnh mới làm mì à, cái này là đúng cái sở thích của Ngọc luôn nè. Wow. Mình có những cái món ở đây, mình có thể lựa chọn cái món nào, sốt gì là có hết. Wow, chị Ngân quá trời cua luôn, ngon quá. Lấy đi về bàn mình ăn chung. Đi lấy về bàn. Dạ. À, tôm cua ở đây nè, à, tôm nướng nè, cua nè. Cái này là hàu nướng nè, tôm càng xanh nè, mực nè. Cái này là cá hồi rang muối Hồng Kông nè. Chà, cái quầy ở đây là cái quầy dành cho đồ sống chiên nè. Đó, thấy nguyên một cái hai con cá để sắp ở đây nè, hấp dẫn không? Cũng cua, cũng tôm hùm. Wasabi. Đây chắc hình như chỗ này bán để mì udon quá. Có mấy cái đồ chiên chiên nè. Anh này anh đứng ở trong đây anh chiên nè. Đó. Rồi hồi nãy giờ chưa kiếm được gì luôn hả? She asked for this and then she didn't want it. Ồ, không có thích ăn hả? Trong đây không có thích ăn món gì hết trơn, thích ăn dessert thôi phải không? Không. Nè Jay, con có ăn cái mì spaghetti không? Wow, cái này là giống như điểm sắm vậy đó Jay. Cái này giống điểm sắm, ngon quá. Ủa ba lấy hàu chưa? Hàu sống ở ngoài kia ngon lắm, đây lấy chưa? À đúng rồi. Không, chị Ngân chỉ lấy hàu ấy rồi, để con đi lấy hàu sống cho. Chà, mẹ lấy gì mẹ? Thịt đó ngon á. Dạ, yeah, cái giò nó ngon á. Đây Ngọc lại, Ngọc lấy hàu sống cho ba. Hi Daddy. Hello. Daddy, wow. Cái này của đi Win nè. Ba ăn thử con hàu đó con ngon ba. Hàu này con nghĩ thấy mềm thấy ngon á. Đó. Xin miếng nào? Ba uống rượu trắng hả? Ừ, ui trời ơi con hàu. Cái nhà mình nha. Cái nhà. Ui.
không? Anh bảo cho anh nó thích ăn mấy cái này lắm. Mấy ghẹ răng muối hả? À? Ừ, ghẹ răng muối cũng ngon. Ôi, bên Sành giỏi ghê không? Bên Sành ăn được cái thịt đỏ luôn nè. Quá giỏi luôn ta. Chay thì ăn bánh crepe. Trời ơi, đi vô đây ăn bánh crepe đây nè. Pa Oreo. Ăn cái miệng cho đàng hoàng nha, cái miệng thấy dơ lắm rồi đó. Muốn ăn nữa hả? Trời ơi, đã. Có marshmallow rồi có đủ thứ nhớ nha. Sao con? Cho chú làm nữa. Chút nữa con ăn xong con ra con nói chú ơi làm cho con nữa. Ngoại làm nhà ăn gì ngoại? Chà ngoại lúc nào cũng kêu xúc xích hết trơn. Gỏi ngó sen cơm thịt. À, gỏi ngó sen cơm thịt, xúc xích thịt. Giò heo chiên giòn. Thì Bali ăn cơm chiên hả? Bali cơm chiên, giống ông nội à. Nó trời cơm chiên ngon dữ lắm ông nội. Cơm chiên ngon lắm hả? Ủa Bảo ăn đồ sống hả? Ừ. Vậy sao không ăn hào? Ghẻ hả? Ghẻ ăn muối ngon không? Tươi không? Ghẻ tươi không? Tươi rồi vô. Này cá này nhìn ngon nè, cá nhìn tươi nè. Có ly giỏi quá. Có phần hả? Ai phần? Thì Quynh đi đâu nãy giờ chưa về tới nè. Rồi chị Ngân lấy hai bánh mì kẹp hả? Tim dầm ngon không? Giỏi quá, ôi, ai ăn cũng ngon miệng hết trơn. Đã rồi, tôm hùm với lại tôm hùm sốt nhiều kiểu phải không? À, bơ tỏi sốt Singapore. À. Với lại cua cua sốt tươi đẹp. À. Thì Quynh thấy là sofa là rất là thích cái buffet này rồi đó. Mà nước hồi nãy giờ mình kêu nước gì? Nước suối rồi thôi hả? Cam rồi. Cam rồi. Cam đi. Rồi tự đi lấy đi. Chùi miệng đi. Là ghẹ răng muối không Bảo? Đúng rồi. Mời cả nhà mình. Có em đó, coi video gia đình. Có kem đó đó, nãy giờ vô vô chào. Dạ, rất thịt cho nhiều. Dạ, cảm ơn em. Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Chị mới đi ra lấy đồ ăn. Dạ. Ngon. Ghẹ ngọt ngà. Lâu rồi mới ăn lại ghẹ, bữa giờ ăn cua không à. Đây con biết không, cái tay con dơ mà con đạp vô áo ba là dơ luôn áo ba. Ngon. Buffet này giá nhiều bảo ăn một người bảo? 1 triệu đương thế luôn là 1.8 triệu đấy. 1.8 triệu mấy chục người hả? 1.8 triệu là gần 1.9 triệu cho một người ăn buffet á cả nhà. Một triệu chín thì vòng vòng cỡ khoảng 80 đô hả bác hả? 80 đô. Cái buffet mà bữa trước khi đi chị Trịnh Nam Ngọc dẫn mẹ ba đi á, 125 đô người. Cua hoàng đế không á, mà trong này không có hoàng đế ha. Ồ, đó cái này mới ngon nè. Em tập theo. Tôm mầm vô cá tới đây cả nhà ơi. Cái này là anh Bảo kêu là tôm mầm bơ tỏi anh Bảo. Đúng rồi, ra đi, you want a lobster? No. Cá hồi. Anh ơi. Hỏi chồng mà anh muốn ăn lobster không anh ơi không, anh ăn này nè. Thử cá hồi không? Oh wow. Cái miệng á, nó nghe là cái miệng dơ quá. Cái này giống như rất lúc này còn quét gì. This is Wagyu and this is their A5. No, this is Australian. Yeah. And this is their beef. Cái thịt này mềm giống như thịt bò qua riêu vậy ta. Ba lấy miếng mấy miếng thịt bò này ăn nè. Rồi lấy cho Bảo gấp cho ba mẹ đi Bảo. Ủa má cái dĩa bự bự á. Đúng rồi. Ba Ly ăn ngon con. À chay cho con hả?
mỗi người hai miếng đi, bảo mỗi người hai miếng đi, chút lại khỏi lại lấy hoài mất công. Thôi ra trước là mất rồi. Ngọc không có dĩa luôn á, cái dĩa Ngọc không có luôn á, không đủ luôn. Phải xin, sẽ xin mấy ảnh hay là phải đi ra lấy dĩa ta. Hồi nãy giờ Ngọc chưa đi lấy đồ ăn luôn, lấy gì có dĩa. Nè. Nãy giờ Ngọc chưa lấy đồ ăn luôn. Thôi tôi đợi coi mọi người lấy cái gì sao sao. Đúng rồi, cảm ơn em, cảm ơn em. Trời ơi, mới vừa nghe cái đem dĩa lại quá trời luôn. Không ta? Mời cả nhà. Không ngon. Rồi, mẹ nè. Đưa cho mình xin ăn thử. Còn phần khôi ra. Ngọt, ngon ngọt. Sư kích đã đi. Mà lấy cho biết hết lắm nha. Yeah, it's like Wagyu, it's real fatty. Huh? I like Wagyu, it's real fatty. Yeah. Wow. Mình mượn cua Cà Mau luôn. Cái này mình phải mượn mấy em cái đồ để mình bẻ không ta? Em ơi. Em ơi. Cho chị mượn cái đồ để chị bẻ cái càng nha. Ừ, cảm ơn. Cua Cà Mau này chị nhìn thấy cái càng này thấy đã nhất nè. Sao bảo? Chưa thấy đem tốt. Chưa thấy đem tốt mà mất được. Oh wow. Mấy cái ra hết trơn rồi cả nhà. Wow. Càng quá bự. Tôi á. So far mình thấy cái hải sản ở đây thấy tươi hả bảo? Tươi. Chỗ này chủ yếu mình thích ăn cua, ăn tôm hùm rồi đó. Mình vô đây mình ăn thoải mái. Xem rồi chị, cảm ơn. Để thử bẻ càng ra coi. Ăn no chưa? Đã chưa? Đã đời chưa? Wow. Cánh gà có ba con ta, nãy gì đi vòng thấy có cánh gà nha. Không có cánh gà. Không có sót ta. Cái này là con khác. Nãy giờ mẹ ăn mẹ không thấy có cánh gà luôn á. Ngon. Đây nè. Chị kiếm gì vậy? Hả? Hôm nãy Ngọc chưa kêu gì chưa? Ủa sao ai đem ra đây còn biết không? Ai kêu? Ai? Bảo kêu chứ ai? Không có. Nãy giờ Ngọc ai ăn, ai kêu gì một lần mà ăn ké rồi chưa lấy gì chưa? Cái tội nghiệp một ghê không? Qua. Qua đi vào. Ngon, ngon quá cả nhà ơi. Đã nói rồi, trong đây không có gà mà cứ mẹ không muốn gà. Ồ, nước vàng dữ. Tâm hồng sốt me hả bảo? Sốt kiểu gì á, cũng hơi chua ngọt nè. Giờ đã mở đi.
Rồi mời cả nhà ăn nha. Không, cái tôm hùm này sót sót sót, có sót gì thì mình đỡ chấm. Lấy cái ra rửa con tôm hùm. Ngọt ngọt, chua chua. Sốt mè chua, cay cay. Hình dung ngon à. Canh dây hả mẹ? Ủa nãy bộ cua nó có làm gì vậy? Ăn hai ăn con này nó ngọt tới vậy. Chắc là đi nhưng mà đầu ra luôn. Đạp đi, đạp đi. Mua là món gì anh? Đồ gì tiêu á? Có tự đen. Chú Bà Ly dùng dao cắt dữ không? Dùng dao cắt cái tay bóc. Sang trọng thiệt chứ. Chai ăn này đủ chưa? Có đi ăn gì nữa không? Lấy kem ăn ha. Lấy kem ăn nha. Oh, wow. Cả nhà mình coi nè. Cua Cà Mau sốt tiêu đen cả nhà ơi. 18, 16 cả nhà. Wow, nhiều quá. Tới xi 6 không mỗi người một con hả? Điện Quỳnh đâu có ăn đâu. Chụp hình hả? Chụp hình thumbnail hả? Ôi ơi. À, cái này dơ tay dữ á. Dơ tay nè. Có kể lỡ tay còn dơ à. Ôi cha ơi, thơm thơm đực nồng cái mùi tiêu đen luôn. Lấy cho ba mẹ đi. Cua ngon lắm mẹ với ba ơi. Ê quên quên, còn lấy cái dĩa nữa, cái dĩa này nhỏ quá. Đây cái bấm càng đây ngoài. Mẹ con chứ không bán. Wow, tuyệt vời. Đây nè cả nhà. Nguyên một cái con cua tiêu đen. Anh hai ăn gì? Ăn chuối hả? Ăn chuối bánh crepe hả? Hôm nay rất là tây. Anh hai rất là phù hợp với những nơi này. Cua chờ ơi, ăn mấy cái đó. Nóng quá. Dẫn ba mẹ đi ăn nghe chưa? Cái vị cây nồng của cái tắc gì đó tiêu luôn. Con đi ăn kem con, đi lấy kem đi con. Con ăn kem con, đi lấy kem đi con. Đây nè Bảo, con Ngọc chấm vô cái sốt này là Bảo nè, sốt tiêu đen này Bảo nè. Đó cả nhà. Wow, đã cay cay. Thì Quỳnh lấy cào, Bảo lại Quỳnh lấy hào kìa. Hào hồng nhật á. Ba dẫn con đi lấy kem đi. Yeah. Daddy about to eat some dessert. Thì Quỳnh là không đụng vô miếng cua gì hết trơn. Thích gì mình ăn cái đó cho nó ngon miệng, không bắt ép. À, giờ tới Bảo ăn đó. Con rửa rồi đó. Bảo hả? Ừ, con cũng ngán. Ồ, ăn dữ rồi. Lỡ kêu rồi, không ăn hết cho mình ra ấy. Để ráng ăn. Không, cái này ăn con tôm hùm mà đủ ăn thêm nửa con nữa, đủ đưa. Dạ. Đủ đưa luôn. Để ráng rồi nha. Mà mọi người nha. Con mình nó đỡ ngán hơn tôm hùm đã quá. Đúng rồi, con cua đỡ ngán hơn tôm hùm. Ba Ly nó ồ lên cái là nó tắt liền luôn. Trời ơi, mấy cái bánh đó mà lấy gì dữ à? Lấy cho vừa làm em chay, Con cho 10 nến nè. Cá ơi. Em cho mấy đi. Má, cho em ăn 10 nến nè. Dạ.
Ngon quá bòi. Bòi nát này là quá chuối. Nước tầm dầm này húp ngon ngon hả Bảo hả? Ngon. Tay chai. Rồi ba mình lại còn lại là hai con cua với lại tôm hùm. Ráng ăn hết nha cả nhà nha. Mình ở bên kia còn một con cua bên kia. Ba các bạn này, mấy bạn này nhanh. Mình ăn ra nào máy là mấy bạn dọn liền ngay lập tức. Thôi bỏ đi. Không, không order gì nữa hết trơn. Còn mấy cái món kia mình ăn cái nào mình lại mình lấy cái đó. Cái còn tôm cua giờ thôi đừng quá nhiều rồi đó. Ăn thoải mái luôn á cả nhà. Mấy bạn nó lại hỏi mình có muốn order thêm tôm cua gì không. Ủa bà Ngọc nhớ bao nhiêu ba món làm một tôm là mà sau này có hai món tôm à. Tôm bơ tỏi với lại sốt gì kia thôi. Singapore kêu là thiếu đó, kêu thiếu đó mình hỏi nữa không mà thôi giờ nợ gì nổi. Ăn gì nổi. Mẹ ráng ăn thêm con cua nữa nè mẹ. Kêu tới kêu súp tôm dùm mà không có để gì không đó. Chỉ nấm rồi là và rau với nước sốt thôi. Không. Đó, con bên bé cục vàng của tôi hôm nãy làm gì nè ông bà cô chú ơi. Ui cha ơi là ông tự mix đồ của nó. Wow. Oh by yourself. Wow. Vinh Sình giỏi quá ta. Vinh Sình lấy kem ăn hả con? Ôi ôi. Vậy là đi bán kem được rồi đó. Kem ăn dính áo. Có chừng dính áo hai. Ôi đúng rồi chỗ này kem không rồi con ơi. Bậy rồi coi chừng cẩn thận. Rồi ok thôi vậy được rồi chừng nào ăn lấy tiếp. Hoặc là nói chú chơi chùa giùm cái nè. Rồi con lại bàn lấy mũ ra ngồi ăn đi con. Cái quầy này là quầy mấy bạn nhỏ thích nhất nè. Bánh xèo lại thấy ế nha cả nhà nha. Ngọc cái gan Ngọc là Ngọc muốn lấy cái bánh xèo Ngọc ăn thiệt cái chứ. Nhìn cũng hấp dẫn á, nãy mà hôm qua mới ăn bánh xèo rồi. Lại cho mấy anh đó làm mì ăn thử coi ngon không. Mì Parmesan hả. Hồi nãy Ngọc nói ảnh làm cho Ngọc mấy miếng bào ngư với lại cái ốc bù lót này nè. Thì giờ xong rồi cho nó nóng lên chút xíu rồi thôi, có cái sốt trong nồi rồi. Rồi lấy thêm miếng thịt bò này ăn. Thịt bò này là thịt bò premium Japanese, bò thượng hạng của Nhật rồi đó nha. Đó, anh múc cái bào ngư ra cái chén đó cho mình. À còn đây là thịt bò này đã xong hết trơn để đây. Rồi cảm ơn anh. Bỏ nhiều không ta? Hơi nặng. Hơi nặng hả? Bên là bàn dùm chuyển. Biết em bàn nào không? Không chỉ bạn. À. Sốt để ăn chung với thịt bò. Bà lấy gì bà? Cảm ơn em. Thịt bò nè, bán thịt bò không? Không. Ngân ráng ăn tôm hùm đi chị Ngân ơi. Em cua thì em ăn được, em ráng được chứ còn con gái em ngán quá. Thịt bò. Thịt bò. Để vệ sinh ở ngoài đầu tiên luôn mẹ. Mẹ. Không mọi người. Thịt bò giống thịt bò Wagyu ghê á. It tastes just like the Wagyu beef. Yeah, but this is the premium Japanese. Yeah, that's what they say. Chị Ngân, chị ăn thử miếng thịt bò. Trước khi ăn cái đó ăn hết miếng thịt bò nha cho em. Khủng khiếp không? Khủng khiếp không? Thơm ghê không? Khủng khiếp không? Nó tựa như cái bò Wagyu luôn đó chị Ngân. Ngon ghê thơm. Ngon. Sốt ngon, bào ngư sao? Ngon, mềm. Ê, bào ngư rồi đó nha. Không bào ngư nhỏ dễ ăn rồi đó nha. Cái vị sốt nó giống gì quen, cái vị quen thuộc lắm nè. Quen. Giống như ăn vịt quay vậy. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đi sốt ăn vịt quay vậy. Nó vừa, nó nhỏ. Đúng rồi, nó ngắn. Wow. Y chang như cái sốt mà cái nước mà khi mà mình chấm bánh mì á cả nhà, mà ăn chung với là vịt quay á. Sốt y chang.
này cũng vậy ta. Qua là của hành. Wow. Thế giờ hồi nãy là thịt bò cho bên Thịnh Bali nha. Ngon vô cùng. Nói chung là đồ ăn ở đây tất cả đều ngon hết á. Nãy giờ chị ăn hai cua luôn. Cua cũng ngon. Cơm rồi sốt tôm chum hay bất cứ cái gì. Tới cái này nè. Mấy bạn đó thấy để ý nghe không? Thấy mình lấy cái ốc này là hai con. Cô có coi kênh con không? Có hả? Đăng ký rồi. Có đăng ký kênh luôn hả? Trời thương quá, đăng ký rồi lúc mấy tuổi? Con 9 tuổi hả? Mà con đăng ký kênh rồi lúc con mấy tuổi? 5 tuổi phải không? Đó, thấy chưa, đăng ký kênh Ngọc hồi lúc 5 tuổi ở nhà cô chồng bà cô chú đi. Trời ơi, giỏi quá, em chay nè. Cô có coi em chay không? Con mới chơi đi. Hả? Con nói tiếng Tàu. Con nói tiếng Tàu hả? Hả? À. Con biết tiếng Anh, con học tiếng Anh mà. Học tiếng Anh rồi, anh chị nói tiếng Anh đi. Rồi nào giờ có vô đây ăn chưa? Ăn có một lần à hả? Rồi là lần thứ hai phải không? Ăn ngon miệng không? Rồi sao đi lấy đồ ăn chưa? À nè. À đây cái thôi à hả? Rồi đi lấy đồ ăn chưa? Trời ơi quá trời đồ ăn ngoài đó kìa. À vậy hả? She was just hanging out like she's part of the crew. Mm-hmm. So cute. Her family watch the channel. She just wanted to say. Chị Ngân, em nghĩ á là chị Ngân chưa ăn ốc này bao giờ. No quá rồi. Mà ráng nhét vô, ráng nhét vô ăn thử cái con ốc này cho biết. Bù lót nè, ăn chưa? Nhìn tên, nhớ tên là đúng rồi. À, ăn chưa? Là ăn rồi hả? Ốc đất tươi. Thường ăn ngoài quán là ốc bù lót mà đông lạnh. Ủa vậy à? Tươi là cái mềm hơn gì? Dạ. Yeah. Đi với trên nửa tay có bà ngoại đằng đó kìa. Xong hết trơn đó, nhà mình giờ xong hết trơn rồi đó. Trời ơi giờ còn nguyên cái cả nhà coi nè. Nửa con tôm hùm với nửa con cua nè. Ui trời ơi.